Seneca, Những bức thư đạo đức, cuốn sách triết học thực hành về chủ nghĩa khắc kỷ. Đừng bỏ lỡ cơ hội trở thành một trong những người đầu tiên sở hữu cuốn sách này. Hãy truy cập ngay Spyroom Store trên Shopee để đặt hàng. Đây là bài viết Cá nóc đốm xanh, một loài cá thú vị và một thanh niên số nhỏ của Creature Lovers đang trên spyroom.com. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi. Bây giờ chúng ta bắt đầu bài viết nha. Disclaimer, đây là bài viết dành cho những bạn thích tiếp thu những kiến thức kỳ quái. Nếu bạn bị tẩu hỏa nhập ma thì đó là lỗi của bạn, hoặc là lỗi của mình. Mình nhớ cái một điều là có một bộ phận không nhỏ các bạn trong group này có nuôi cá cảnh. Và mình càng chắc chắn hơn rằng trong số các bạn nuôi cá cảnh đã từng bén mảng đến tiệm cá, có không ít bạn đã gặp một sinh vật được gọi là cá dạ quang hoặc cá nóc da beo. Vậy con này thì có gì thú vị? Nhiều lắm. 1. Khái quát về loài. Cá nóc da beo, hay còn gọi là cá nóc đốm xanh, là một trong những loài cá nóc bản địa của châu Á. Chúng phân bố từ Trung Quốc, Đông Nam Á cho đến Ấn Độ. Chúng khá là kỳ quặc ở chỗ có thể được tìm thấy từ sông suối cho đến các vùng rừng ngập mặn, cho đến những vùng biển gần bờ, thậm chí là ở trong các tiệm cá cảnh. Nhưng vấn đề này chúng ta sẽ nói sau nhé. Ở Việt Nam chúng ta, các bạn rất dễ gặp chúng trong sông Sài Gòn và các nhánh của nó, hoặc ở rừng ngập mặn và cửa sông Cần Giờ, hoặc ở đồng bằng sông Cửu Long và đất mũi Cà Mau. Cá nóc da beo là một loài cá khá là hung dữ. Chúng tấn công hầu hết mọi thứ xâm phạm vào lãnh thổ của mình, cắn, cấu xé những sinh vật thậm chí lớn hơn mình. Nhờ có cái mỏ, mà thực ra là răng, cứng và sắc nhọn, chúng có thể tạo ra những cú cắn đầy tính sát thương, cắn vỡ vỏ của những con ốc hay sò nhỏ và thậm chí cắn chảy máu cả con người. Như mọi loài cá nóc khác, loài cá nóc da beo này sở hữu chất độc tetrodotoxin trong da, nội tạng và trứng. Và đương nhiên, chất độc này gây chết người nếu bị nuốt phải, và nó sẽ tấn công lên hệ thần kinh và gây ra một đống triệu chứng khó ưa như là tê bì mặt và chân tay, tê liệt cơ toàn thân, liệt cơ hô hấp gây ngưng thở. Với sự tham gia của sự buồn nôn trên từng hơi thở, đau bụng tê chịu đại pháp, mắt sụp mí cộng đắng họng chi thuật, vũ điệu co giật và cuối cùng là tử vong cấp cấp như luật lệnh nếu không vào viện kịp thời khi bị ngộ độc. Lưu ý, chất độc này không biến mất kể cả khi được nấu chín hay phơi khô. 2. Loài cá nhỏ nhất quả đất. Dù hay ho và thú vị như vậy, nhưng đây lại là một trong những loài cá nhỏ nhất Việt Nam, nhất là trong tiệm cá. Trong thú chơi cá cảnh, có rất nhiều dòng cá đa dạng từ màu sắc, hình dạng cho đến tập tính. Nhưng, mình năm nay gần 20 tuổi rồi mà mình vẫn chưa thấy con cá nào khó ưa như con cá nóc da beo. Vì sao ư? Ngồi ngay ngắn vào và nghe mình kể chuyện nè. Ngày xưa, có một bạn nhỏ rất thích nuôi cá. Một ngày nọ, khi đang lang thang ở tiệm cá, bạn bỗng nhìn thấy những chú cá tròn trịa, mập ú, màu xanh lục với những đốm đen trên cơ thể, trông như đang phát sáng. Bạn nhỏ hỏi chú chủ tiệm: "Chú ơi, cá này là cá gì vậy chú?" Chú chủ tiệm trả lời: "À, đây là cá dạ quang đó con. Chú bán rẻ lắm, 8.000 một con thôi. Mua đi con." Không ngần ngại, bạn nhỏ đưa cho chú chủ tiệm 16.000 và mang hai con cá về nhà, định đặt trong một cái chậu tròn tròn nhỏ nhỏ trên bàn học để ngắm. Bạn nhỏ rất là vui mừng, nhưng chưa được bao lâu thì hai con cá ngụm củ tỏi. Trước khi ngụm, tụi nó còn cuộn tròn lại và thâm xì như một lời trăn trối. Mình chắc chắn rằng trong số những bạn ngồi ở đây sẽ có những người gặp tình trạng tương tự như bạn nhỏ ở trên. Có một sự thật rằng loài cá nóc da beo này được tìm thấy ở rất nhiều tiệm cá nước ngọt và được người ta quảng cáo rầm rộ. Nhưng phần lớn tụi nó sẽ chết trong tiệm hoặc trong tay người nuôi, dù đã được quảng cáo là rất dễ nuôi. Vì sao lại như vậy? 3. Cá nước ngọt, cá nước mặn và cá rộng muối. Ok, giờ đến phần hơi hàn lâm nè. Trước khi nói thêm về những con cá nóc da beo, thì ta sẽ nói về một lĩnh vực hơi khái quát. Đó là về vấn đề vì sao lại có những loài cá sống trong nước ngọt và những loài cá sống trong nước mặn. Có một đặc điểm chung của hai nhóm này đó chính là chúng cần có một số muối và các khoáng chất trong máu để có thể thực hiện các chức năng sống. Ờ thì con người hay con gì thì cũng vậy thôi.
chỉ cần thừa hoặc thiếu các muối và khoáng chất này thì bất cứ sinh vật sống nào có máu cũng sẽ tạch. Đối với cá nước ngọt, chúng sống trong môi trường có nồng độ các muối khoáng thấp nhưng nước lại nhiều. Vì vậy, chúng lấy khoáng từ thức ăn và nước, sau đó phần lớn các muối khoáng được giữ lại và nhờ vào thận, còn nước thì bị lọc bỏ. Vậy nên, cá nước ngọt đi tiểu rất nhiều. Ngược lại, cá nước mặn sống ở một môi trường dư thừa muối khoáng, vậy nên chúng sẽ tiến hóa ngược lại. Chúng uống rất nhiều nước biển và dùng mang để lọc một lượng muối khoáng nhất định, sau đó tiếp tục thải muối cực lực nhờ vào thận. Và chúng đi tiểu rất ít, thậm chí còn hấp thu lại nước trong nước tiểu. Vì những đặc điểm trên mà thận của cá nước ngọt và cá biển rất khác nhau, thận cá nước ngọt rất phát triển, phù hợp cho việc lọc lấy muối và đào thải nhiều nước. Còn thận của cá biển thì không phát triển nhiều như cá nước ngọt. Thậm chí, một số bộ phận đảm nhiệm việc giữ muối và thải nước còn tiêu biến hẳn. Nhưng mà đấy là đối với các loài cá hẹp muối, Stegohalin, chỉ sống được trong một khoảng độ mặn rất nhỏ. Vậy, còn loài cá nóc da beo thì sao? Chúng không phải là cá hẹp muối. Chúng thuộc một nhóm cá được gọi là cá rộng muối, Eurihalin, giống như cá hồi, cá chình, cá ong, cá dìa, cá bảy màu, cá moli, vân vân. Vậy nên, chúng sẽ phát triển theo một hướng nào đấy, giữa hai đứa trên kia. Mang của chúng vừa có khả năng lọc muối, vừa có thể giữ lại muối. Thận của chúng cũng vậy, có thể điều chỉnh để vừa có thể lọc muối, vừa có thể giữ muối, phát triển hơn cá biển, nhưng lại kém hơn cá nước ngọt. Nhưng mà cái gì cũng có nhược điểm của nó. Các bộ phận phát triển theo kiểu chung chung như vậy có thể làm chúng gặp một số vấn đề về việc tích trữ muối khoáng. Trong suốt quá trình sống của mình, cá nóc da beo sẽ được sinh ra ở nước ngọt. Khi trưởng thành, chúng sẽ di chuyển ra các vùng nước lợ để mà sống. Riêng cá nóc da beo thì di chuyển hẳn ra vùng cửa sông và sống ở nước mặn. Và các bộ phận cơ thể của chúng cũng sẽ thay đổi theo từng giai đoạn để phù hợp với môi trường sống của chúng. Vì sao? Vì tiến hóa nó vậy. Cá nóc nói chung là những loài cá da trơn. Chúng trao đổi chất một phần qua da. Điều đấy vừa có lợi vì nó nâng cao hiệu quả trao đổi chất. Vừa có bất lợi ở chỗ chúng rất nhạy cảm với môi trường sống và có thể thất thoát một số chất qua da. Trong trường hợp này là muối khoáng. Tuy loài cá nóc nói trên thuộc diện rộng muối, nhưng chính cấu tạo thận và mang phát triển theo hướng rộng muối, phát triển gần giống với cá nước ngọt, đủ để giữ muối trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng lại không đủ khỏe để duy trì nó trong một thời gian quá dài vì một số bộ phận của thận thoái hóa để phù hợp với khoảng thời gian sống trong nước lợ hoặc mặn. Lượng muối khoáng cần thiết trong cơ thể chúng sẽ thất thoát theo thời gian qua hệ bài tiết, qua da. Đến một lúc nào đấy thì khi lượng muối khoáng quá thấp để duy trì sự sống, tụi cá nóc này sẽ đen lại, cuộn tròn một cục và ngụm củ tỏi. Nếu các bạn hỏi một số chủ đề về việc con cá này sống ở nước ngọt hay nước mặn, đa số sẽ trả lời kiểu lấp liếm như nó là cá nước ngọt, nuôi thoải mái nha, hoặc cá này nước lợ thuần ngọt rồi nhé cháu. Và nếu các bạn nghe theo thì đảm bảo rằng những chuỗi ngày tiếp theo của các bạn sẽ là những chuỗi ngày lo lắng và sợ hãi khi bạn thấy con cá của mình có những biểu hiện bất thường và bạn phải tra Google liên tục để tìm cách giữ mạng sống cho nó. Nhưng vẫn có một số trường hợp nhiều người liều liều nuôi nó được tận mấy tháng, thậm chí là cả năm trời mà vẫn còn sống kia mà. Trước hết, phải xem là từ đó giờ có bao nhiêu con có thể sống được như vậy. Chắc chắn là không nhiều. Và những con cá đấy có khỏe hay không? Thường thì những trường hợp đấy thường rơi vào kiểu được nuôi trong một môi trường nước ngọt giàu khoáng như là nước giếng, nước hồ, có đủ khoáng để nó tồn tại chứ không hẳn là sống, nhưng lại không đủ để tụi nó khỏe mạnh. Đấy là lý do vì sao những con cá nóc da beo sống sót thần kỳ trong tay những người nuôi trong nước ngọt thường rất là lù đù, màu rất là tối và có thể chết bất cứ lúc nào. Thậm chí, chúng còn tự kết liễu bằng cách nhảy ra khỏi hồ. Một số trường hợp khác có thể sống được trong nước ngọt rất là lâu là vì những con cá đấy đang trong mùa sinh sản, tức là lúc nó bơi từ biển về sông để sinh sản, các bộ phận cơ thể của chúng sẽ tích trữ một lượng muối khoáng và chuyển từ chế độ nước mặn sang chế độ nước ngọt. Kiểu này thường thì sẽ bị túm vào trong các tiệm cá cảnh, màu đen xì, mang về cái mấy tuần sau nổi lên phờn á. 4. Kết bài. Nếu như thấy con cá này ngoài tiệm thì làm ơn, đừng động vào nó nếu bạn không có ý định vật vã với hàng đống câu hỏi cùng niềm lo sợ trong đầu khi thấy mấy con cá của mình nuôi chết lên chết xuống.
Nếu các bạn thích bài viết này thì nhớ ủng hộ mình bằng cách thả tim và share bài viết vì một tương lai không còn mấy con cá chết oan nữa. Còn nếu như các bạn thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào spyroom.com để tìm đọc thêm nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi.